mình sẽ tiếp tục làm món canh, đó là canh riêu cá. Riêu thì ở đây canh riêu cá thì chúng ta sẽ có thì là hành với cái đuôi cá riêu hồng với hai quả cà chua, một ít mẻ và một ít riền. Thì để trước tiên mình làm cái món này ngon thì bắt đầu chúng ta sẽ cho một chút một quả cà chua cho chúng ta cắt muối lát ra ha mấy bạn. Rồi chúng ta cho vô đây một ít dầu ăn, một muỗng ăn cơm dầu ăn nha. Rồi chúng ta cho vô đây một muỗng ăn cơm hành, một muỗng tỏi với cà chua. Chúng ta xào cho cà chua này hơi mềm ra. Rồi chúng ta cho phần riền vô. Rồi chúng ta cho 600g nước vô đây, chúng ta nấu lên. Rồi để cái cà chua này tạo màu cho món ăn của chúng ta. Rồi trong khi chờ nước sôi mình nêm luôn nha mấy bạn. Một muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 cà phê muối, một muỗng cà phê đường. Rồi chúng ta cho đây một muỗng ăn cơm nước mắm thì nó sẽ bằng là 2 muỗng cà phê nước mắm. Rồi mình nấu sôi lên, cái mùi riền với mùi cà rất là thơm. Rồi chúng ta sẽ cho vô đây cái rễ đi thì là ha. Rồi các bạn đập dập ra, bỏ vô trong nước. Rồi chúng ta cho vô đây 2 muỗng ăn cơm mẻ, chúng ta cho cá vào. Khi cá vào rồi mấy bạn chú ý là phải hạ lửa xuống, cho lửa sôi nhẹ thôi để cho cái cá sẽ chín chậm và thịt cá sẽ chắc. Mấy bạn đừng mở lửa lớn quá, cá sẽ bị bở và mềm, cá sẽ mất ngon nha mấy bạn. Rồi trong khi chờ cá chín chúng ta sẽ cắt cà chua ra. Cái cà chua mà cho vào sau chúng ta sẽ cắt muối cao, cắt làm 3 hoặc làm 4 thì tùy mỗi gia đình. Rồi mình chở mặt qua cho cá chín bên kia ha mấy bạn. Trước khi cá chín á, mình lấy ra mình, mấy bạn nhớ gấp dùm cho mình mấy cái mà cọng thì là, cái đầu thì là ha. Rồi mình bỏ đi. Canh riêu cá là có phải có mùi thơm từ mẻ, riền thì là. Bây giờ chúng ta sẽ cho cà chua vô. Rồi trước khi ra canh chúng ta phải bắt đầu cắt hành lá với thì là. Rồi mình cho cái phần gốc của hành lá, phần thân vô trước. Rồi chúng ta canh của chúng ta chín rồi đó mấy bạn. Một món ăn nấu rất nhanh, với một ít thì là một ít mùi thơm của mẻ, một ít mùi thơm của riền, tạo cho chúng ta một món canh chua nhẹ, vị thanh và ngọt ngào của cá. Chúc các bạn luôn ngon miệng với món ăn của mình.